Các bạn, hôm nay chúng ta sẽ nói về cái máy khủng này. Cái máy khủng này các bạn, đặc biệt một cái là khi mình xài á, nó gây ra một tiếng ồn rất lớn. Một tiếng ồn với 130 decibel. Anh nói đúng anh Tư. Chính vì vậy chúng ta phải bảo vệ đôi tai của chúng ta bằng những cái bịt tai mềm mại này. Đúng. Anh bịt vào đi anh. Nói rất đúng. Bây giờ chúng ta sẽ bịt cái này trước khi xài cái máy khủng này. Rồi, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Dạ. Năm Mù Lon, cắm điện đi. Năm Mù Lon, gắn điện. Hả? Tại vì cái này không nghe. Năm Mù Lon, Năm Mù Lon không nghe. Sẵn không nghe là tiết lộ cho các bạn một chuyện này nha. Các bạn biết tại sao Năm Mù Lon để cái bộ râu này không? Là anh muốn gây sự chú ý với người ta. Nhưng mà khổ nổi cái bộ râu này không giúp được gì cho ảnh hết á. Tới giờ phút này vẫn còn độc thân. Chưa có vợ. Làm gì cái rương này đựng gì vậy? Đựng sách. Hả? Ở kho để cho em hai cái thùng rồi mà. Anh không biết tính toán gì hết. Dồn vô một thùng, anh khỏi phải đi hai lần. Trời ơi, phải đi hai lần với em. Lần khi xuống kho, rồi lần cụp xuống sống đi vô bệnh viện. Trời ơi, cái rương gì tới ghê nè. Làm cái gì mà thê thảm như vậy? Anh nhớ ngày xưa anh cũng lúc còn trẻ không? Gì? Anh tập nâng tạ là bằng cân nặng của anh á, lúc anh còn học đại học á. Bây giờ nè, anh phát tướng, có nghĩa là anh phải nâng cái nặng hơn đó chứ. Ủa vậy hả? Rương này mà nhằm nhỏ gì? Vậy thì em bây giờ em cũng có thể khiên được cái... Gì? Khiên được gì? Khiên được gì? Không, khiên được ổ bánh mì. Ba mẹ ơi! Mẹ! Con được đóng vai chính rồi đó! Hả? Vai chính hả? Trời ơi! Vai gì con? Dạ, con sẽ đóng một vai phù thủy vui tính. Sao đóng vai hoàng tử đẹp trai hơn? Trời ơi! Không sao, miễn là vai chánh được rồi, phù thủy vai chánh phải không? Dạ. Anh thấy, anh nhìn mặt thằng Ốc coi. Mặt nó sáng rực rồi, đó thấy không? Tia sáng. Mặt tia sáng như vậy là có nghĩa sao? Thằng Ốc, con trai của chúng ta, nó sẽ là một người rất tài năng. Nó là sẽ một người nổi tiếng. Nó sẽ nổi tiếng nhất cái thế giới này. Mẹ. Gì? Bớt luôn cái điện xuống đi. Đi xuống thấp xuống đi. Cái gì? Đường cao quá trời quá đất kìa. Mẹ, bây giờ con lên lầu, con thử khoan trang phục nha. Thử liền cho mẹ nha chưa? Rồi. Dạ. Mấy này xách gì đi em? Đưa đây. Nụ hôn ngọt ngào của khát vọng. Thôi, để cái bữa đang xếp hàng đi trả tiền trọ rồi em rảnh em mua lại đứa đấy. Để anh coi trình độ em tiểu thuyết em sao? Gì? Khát vọng và quỷ lùng. Được đây. Đây gì đến coi. Đam mê khát vọng trong làn gió. Trời ơi, cái này phải sến nha, mà sến chảy nước luôn á. Gì đây? Khát khao những đam mê thực sự. Ghê quá. Anh thì anh cười nó sến sến chứ đọc hay lắm á, cũng ý nghĩa lắm á. Hay lắm hả? Nhiều câu là phải bắt tay lên trán suy nghĩ cả đêm để, mới để hiểu. Để con đọc con suy nghĩ nổi không nha. Chà. Cái văn này nè, nghe là phải suy nghĩ lắm mới hiểu được đó nha. Trái tim của cô ấy đứng im khi chàng trai ôm cô ấy vào trong vòng tay mình, bắp tay cuồn cuộn của anh ấy cuộn lại khi anh ấy bế cô lên cầu thang tới một đêm ngất ngây vĩnh cửu. Thôi đây, mệt quá, đây. Đưa cho em. Anh không ngờ trình độ em ghê nha. Trình độ cái gì mà trình độ? Sao vậy? Anh coi vậy chứ em thích vậy đó, em thích mấy cái mà tiểu thuyết rẻ tiền nó sến sến vậy, nhưng mà đọc quá nhiều khi cảm động em khóc cả đêm anh. Trời ơi, ư gối luôn phải không? Ừ. Đây. Rồi sao đây? Hả? Giờ bây giờ body ram bên trong đó. Khiên cái rương lên giùm em. Vậy? Hả? Vậy? Anh nghĩ sao kêu khiên. Chà, nó nặng hơn em tưởng nhiều nha. Nặng không em? Nặng quá. Ủa vậy hả? Ừ. Vậy em nhờ cái anh chàng ở trong rương này nè, với tay cuồn cuộn á, khiêng phụ em cái rương này được không? Anh khiêng được á. Tại anh mới có 21 tuổi à. Gì? Chà, 21 tuổi được. Ảnh á hả? Ừ. Bắp tay cuồn cuộn nè, ôm vào lòng vậy nè. Ê, anh khiêng được, để anh khiêng. Em giỡn chơi. Không, để anh khiêng. Em giỡn thôi. Mới đi một phút em nói anh khiêng, em nhờ anh khiêng mà anh... Thì cái lúc đó là trước lúc mà em biết nó nặng dữ như vậy. Nhưng mà anh khiêng được. Anh khiêng được với điều kiện là trong rương không có sách. Ai nói em vậy? Trong rương có sách, nhất là mấy cuốn sách của em anh cũng khiêng được luôn. Để anh khiêng. Cục sống là chết á. Gì vậy? Em làm như anh già lắm vậy đó. Con tay con trẻ. Hay quá. Nhìn kỹ đi. Bắp thịt có cuồn cuộn đó nha. Cuồn cuộn không thấy chưa? Kho đường này, nặng quá có chuyện quên đường, kho bên này, khiêng kho bên này. Khiêng rương khác giọng luôn vậy. Rồi. Sao được không, để lên. Không, được. Mấu chốt nằm ở đôi chân đó. Đi. Trời đất ơi, em thấy không? Không những cuồn cuộn mà cái mông anh cũng cuồn cuộn luôn nè. Hay quá.
Ôi giời ơi. Ba ơi ba, ba muốn vô nhà vệ sinh hả ba? Hả? Không, ba không đi nhà vệ sinh con. Chứ ba bị sao vậy ba? Ba khiên cái rương cho mẹ. Nặng quá, bị chuột rút. Chứ bông gân nữa. Chuột rút với bông gân là cái gì vậy ba? Thì con khiên nặng quá thì nó bị, cái chuột con nó bị rút lại. Rồi gân con bị bông ra. Thật dạ. Gì cũng hỏi nữa. Để con đi nói mẹ nha ba. Ê, cô. Đừng có nói mẹ. Đừng nói. Chứ bình thường con đau mẹ vẫn làm cho con hết đau mà ba. Cái đó là gọi là đau bình thường. Dạ. Thấy không? Còn cái này á là đau của đàn ông. Dạ. Thấy con? Dạ. Nhưng mà đau của đàn ông với lại đau của bình thường khác chỗ nào vậy ba? Thằng này thiệt kìa. Ba nói con nghe. Khi mà đàn ông làm cái gì ngu ngốc á, cái đó gọi là đau của đàn ông. Dạ. Đúng không? Nghe không con? Nhớ dạ. Nhau. Nhưng mà ba không nói với mẹ là ba chối mẹ rồi. Nếu con không nói á là con không nói dối. Dạ. Mà nếu con nói á là con nói dối. Nhưng mà mẹ hỏi thì sao ba? Hả? Mẹ hỏi ba. Lo. Cái gì vậy? Gì vậy anh Tư? Nghe nè. Trời ơi, cái gì vậy anh cái Tư? Cái gì vậy? Không phải. Nhờ anh vậy thôi à. Giúp tôi chuyện ra. Không được. Cái chuyện này không trong chuyên môn của tôi. Trời ơi. Không phải. Hả? Cái gì vậy? Đứng ngay cửa đó. Thấy ai tới làm ơn, báo tôi biết liền thôi. Chỉ vậy thôi. À, là canh cửa thôi hả? Nó nghe nè. Giúp tôi đi nha. Chứ có bao giờ anh có cảm giác cái hạ bộ của anh nó bị rần rần không? Đêm nào tôi chẳng cảm thấy vậy. Thôi được rồi, để tôi canh cửa cho. Trời ơi. Anh Tư. Bình tĩnh nha. Đứng im. Em vô kêu anh Tư, còn có 15 giây nữa thôi. Tôi đã biết 15 rồi chứ. Trời ơi, hạ bộ đang nóng. Trời ơi, ở đây đông người nó nóng lắm, đi ra ngoài kia. Anh kêu anh Tư giùm em nha. Rồi. Em ra trước. Ba. Ba nhìn con có giống phù thủy không? Quá giống luôn á. Ba, không gì? Phải là quá giống, mà gọi là rất là giống. Ừ. Nè, thậm chí cái bộ đồ này còn hợp với cái quần bó yếu điệu của em. Cái quần bó này không phải là gọi là quần bó yếu điệu nha. Nè, bà nói cho con nghe. Dạ. Thường thường á, mấy người mặc quần bó là toàn là siêu nhân nè. À, rồi người nhện nè, mặc quần bó không đó. Còn có con mẹ nữa ba. Mẹ hả? Mẹ là siêu hét. Quần bó. Tụi cái ghê quá. Cái gì vậy tụi con? Cái thằng này nó phá em không mà. Đây nè. Thiệt tình thật. Đó, trời quá giống một phù thủy ghê chưa? Ghê không? Nè, ba nói con nghe. Con là phải là phù thủy là phải bước bay trời nha không? Là tại vì là cục quản lý hàng không đó quy định đó là phải mặc quần bó. Như vậy mới không bị cản gió. Nhưng mà ba ơi, ở trường con á không cho con bay. Ủa chứ bắt con làm gì, phù thủy không bay mà làm gì? Nhưng mà ở trường con không có thiết bị nào á. Với lại trường con không có ai biết làm cho con bay lên được. Không có thiết bị, ba làm cho con bay. Ba sẽ chế một cái rồng rồng kéo lên trên trời nè ha. Quay cho con bay với một tốc độ là 150 km/h. Xiu. Ba. Sao? 100 km/h. Ờ. Thà con nhảy xuống hơn chứ quay cỡ đó nhức đầu chết. Ờ vậy thì con. Nhưng mà bây giờ con có hai cái lựa chọn nè. Một là cô làm phù thủy biết bay. Hai, con tưởng tượng đi. Cô đứng giữa sân khấu, cô làm phù thủy biết bay, cô nhúng một cái bài chiêu lên giữa rạp phải không? Khán giả ngồi dưới nhìn con bay. Trời ơi, phù thủy biết bay cả rạp vỗ tay. À, hai là cô làm phù thủy đứng đây nè, rồi cà nhúng. Ôi da. Rồi cà nhúng mình cà nhảy vậy đó. Làm sao cô muốn cô chọn cái nào? Bay với ba. Bay. Rồi, bay. Bay. Rồi bay. Ôi da. Bay. Dạo này đường em kẹt xe quá trời à. Mấy đứa nhỏ rồi anh? Hả? Mới lên lầu chơi em. Lên lầu hả? Ờ. Anh ra phụ sách cho em còn mấy bịch ở ngoài xe á. Hả? Em. Hả? Cái gì? Anh tính nói với em là cái chuyện mà ngày hôm qua
anh khiêng cái rương á. Anh. Ừ. Đừng có nhắc lại chuyện đó nữa. Nguyên cả ngày hôm nay nè, em không dám nghĩ tới chuyện đó đó. Không sao đâu em, không sao. Sao lại không sao? Ừ. Anh có nhớ không, ngày hôm qua chính em là người cản anh đừng khiêng cái rương lên, đúng chưa? Đúng 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 đúng. Và sau đó, ờ, anh khiêng nó lên. Ờ. Trời, vậy là em còn mắc cỡ đó. Ý em là em muốn nói với anh là. Nói gì em, nói gì? Khi anh khiêng cái rương lên, ờ, anh quá hấp dẫn. Hả? Con qua nhà bạn Thanh chơi nha. Đi liền cho mẹ. Hả? Dạ. Sao em? Anh. Hả? Anh có nhớ hình ảnh ngày hôm qua không? Khi khiêng cái rương lên, à, bàn tay mạnh mẽ của anh, ừ, những bắp thịt cuồn cuộn của anh, thì em mới nhận ra là đây chính là người đàn ông của em. Hả? Và anh không phải dặn vừa đâu. Ôi giời, thế à? Anh. Sao em? Ui da. Đi. Hả? Đi với em. Ui. Hả? Đi với em. Ừ. Đi đâu? Đi lên phòng. Ờ. À khoan đã. Sao? Gì em? Với một người thanh niên trai tráng khỏe mạnh như thế này, ờ, mình đừng có đi bình thường, mà hãy. Sao? Bế em nha anh. Hả? 1, 2, 3. Em xin lỗi anh nha. Hả? Tại em làm anh đau á. Đâu có, không phải lỗi của em. Lỗi với em với lỗi của ai nữa? Em nhảy vô trong lòng anh. Hả? Rồi, lỗi em. Thì anh muốn làm sao? Trường đá nha. Trường đá hả? Ừ, cũng được. Nhưng mà anh không phải là bác sĩ. Nhưng mà anh cũng biết là chắc nó bị rút gân á. Rút gân gì thấy ghê vậy? Để lấy đồ chùm đá. Ôi chà ơi. Dít dạ. Biết cái đồ chùm đá mày để đâu không? Dạ, hình như cái đồ chùm đá đó để ở xưởng á, để con tìm cho mẹ. Cái gì? Đồ chùm đá sao để ở xưởng? Đây nè mẹ. Ủa? Cái gì dây dở tùm lum vậy nè con? Dạ, anh Đinh làm cây dù cho con mèo bên nhà bà Hai á mẹ. Để anh chi? Dạ, tại vì con mèo không biết bay cho nên anh Đinh mới làm cây dù cho con mèo. Lại anh Đinh nữa phải không? Dạ. Ừ. Ủa, sao mẹ cầm cái túi chùm đá vậy? Thì ba bị đau đó. À, vậy là mẹ biết cái con đau đàn ông rồi hả mẹ? Con đau đàn ông? Con đau đàn ông là làm sao? Dạ, con đau đàn ông có nghĩa là con không được nói cho mẹ biết. À, mẹ biết rồi. Mẹ biết ba bị đau rồi à? Dĩ nhiên, cái gì mẹ cũng biết hết trơn đó. Dạ. Chỉ có điều là mẹ thắc mắc là mẹ không biết là tại sao ba bị đau vậy? Dạ, tại vì ba bê cái rương á. Tại vì bê cái rương hả? Dạ. Cảm ơn con nhiều nha. Dạ. Ba sẽ ổn không mẹ? Chắc chắn chứ. Mẹ sẽ chăm sóc ba hết sức là kỹ lưỡng. Dạ. Đi, đi thôi. Anh ơi, em đâu có ngờ là em nặng hơn cái rương dữ vậy đâu. Trời ơi em, cái rương đâu có sinh ra ba đứa nhóc đâu em. Anh đúng quá, anh hay quá. Anh nói thiệt nha, anh nghĩ á, em làm anh đau hơn là hoàn sức anh tưởng tượng á. Ừ. Chà, cái kiểu này chắc phải nằm dài và cả tuần lễ coi tivi quá. Vậy tốt quá. Tội anh quá. Thôi được rồi, anh cứ nằm dài như vậy đi. Rồi em sẽ phát cho anh một cái chuông. Cần gì rung chuông em ra em phục vụ nha. Trời, em mới quá. Bị đau lưng chứ không phải đâu, bị cái miệng đâu. Cần gì thì anh kêu em thôi, có gì đâu. Rồi, kêu cũng được, ý quá hay. Còn bây giờ. Sao em? Gì vậy? Thời gian chùm đá đã tới. Ra đây. Cái gì vậy? Để cho em trị bệnh cho. Hả? Gì em? Sao? Cái gì vậy? Em chạm tới nỗi đau đàn ông của anh phải không? À, trời đất ơi, cái thằng dít, cái thằng lẻo mép nè. Dít! Mẹ lùa con! À, chào hàng xóm.
Ủa chú Tám. Ủa cậu đang làm gì vậy? Cụ đang nghiên cứu cái rồng trọc để mà làm sao kéo cho thằng ốc nó lên cho nó bay chú Tám. Tại kỳ này trong trường nó đóng cái vở kịch biết phải biết bay, nó đóng vai phù thủy. À, đóng vai phù thủy hả? Dạ. Ê, dạ. Ủa, cậu sao vậy, hình như chân cậu đi khập khểnh vậy? Chú Tám biết không? Con khiêng cái rương cho Mộng Lan, ai về cái rương nặng quá con bị muốn trật cái xương sống, rồi cơ đùi nó cũng bị muốn làm như nó giật bẻ luôn chú Tám. Chà, dạ. Nếu cần giúp đỡ thì sao cậu không kêu tôi? Dạ không, con muốn cho Mộng Lan thấy con làm mình. À, dạ. tôi hiểu. Dạ. Vậy là sao mười mấy năm chung sống á, thì cậu vẫn muốn tạo ấn tượng với cô dâu mới của mình. Chú Tám biết không? Còn với Mộng Lan sống với nhau cũng được 12 năm. Ý, mà không, 14 năm rồi chú Tám. Nhưng mà lâu lâu cô cũng muốn khoe mẹ một cái. Tôi nghĩ điều cậu làm vẫn có sự cao quý trong đó. Cậu đang muốn thành một con công. Tốt không chú Tám? Tốt chứ. Vậy hả? Cậu muốn cho cô công mái của mình ấn tượng bằng cách là cậu xòe đuôi ra. Trời ơi, chú Tám nói đúng quá. Không những con muốn xòe đuôi ra mà con nhổ luôn hết đuôi ra luôn đó chú Tám. Đừng nhổ. Con công mà nhổ hết lông đuôi rồi còn diện công đẹp nữa. Dạ. Nhưng mà hình như cậu có điều gì cậu đang bận tâm nè, đúng không? Có. Thôi vậy nè chú Tám. Chú Tám biết không? Sao? Trong mà cái lúc mà con khiêng rương cho Mộng Lan á, thì con mới phát hiện ra một điều là Mộng Lan thích xem những cái cuốn truyện mà có những anh chàng thanh niên có những cơ bắp cuồn cuộn rồi đó. Cho nên con muốn chứng minh cho Mộng Lan thấy là con cũng có những cơ bắp cuồn cuộn như vậy. Nhưng mà trớ trêu một điều, những chàng thanh niên kia đó lại khiêng những người phụ nữ lên lầu, còn con nó khiêng rương, cho nên nó mới xảy ra cái cơ đùi rồi cái lưng nó đau nè chú Tám. Vậy hả? Dạ. Ngó tướng cậu chắc hồi trẻ chắc cũng là sáu múi chứ gì. Sáu cục luôn chú Tám. Bây giờ là tập quá là thành còn gom lại thành cục chứ gì. Dạ, kiếm hoài năm múi kia không có. Nhưng mà yên tâm đi, tôi thấy cậu vẫn có điểm tốt hơn những cái chàng trai trẻ đó đó. Có không chú Tám? Có một câu ngạn ngữ cổ có nói gì nè: một người tình tuyệt vời không phải là một người tỏ tình với từng phụ nữ trong mỗi tối, mà một người tình tuyệt vời là một người tỏ tình với một phụ nữ trong suốt cả cuộc đời. Vậy là cái điều đó cũng đáng suy ngẫm chú Tám ha. Công nhận nha, chú Tám cái gì cũng biết hết ha. Chú Tám, có gì chú Tám không biết không? Cũng có chứ. Gì chú Tám? Đó là tôi không biết là những điều tôi biết nó có đúng hay không. Nè, tụi con thấy ba chuẩn bị chú đáo chưa? Dạ rồi. Ba, chừng nào sẽ bán kem mới tối ba? Lát tới con. Dạ. Thấy chưa, anh đã nói hai em rồi, hai em ngu quá. Vai phù thủy á là chỉ để con gái đóng thôi. Không có chỗ đó đâu. Ba, chừng nào xe bán kem mới tới? Một lát. Ba. Gì con? Ba không nói với con á là vai phù thủy là vai của con gái. Thôi con không diễn đâu. Ê, không được nha con, không được nha. Nha, mình là nhà của Tư Mỗ Lết. Mà gia đình của Tư Mỗ Lết là không bao giờ bỏ cuộc. Bà nói con nghe, mình phải chứng minh cái việc phụ nữ làm là đàn ông mình cũng phải làm được nha. Tới lúc con phải lấy lại vai, con phải biến con thành một là một người đàn ông có sáu cục chứ không phải cục như ba, nhớ không? Phải bắn lên nhớ không? Dạ. Ba, chừng nào xe kem tối ba? Trời, kem qua từ từ con, từ từ đi. Dạ. Rồi bây giờ á, ba chỉ tụi con chuẩn bị ra để đặt cái dây cáp. Dạ. Đó. Đó, con nắm cái phần dây bên kia. Dạ. Nhớ không? Còn thằng Dích nắm phần dây bên đây. Không, thằng Dích không nổi ba, thằng Ốc. À quên, à, thằng Ốc đi. Thằng Ốc nắm dây bên đây ha. Dạ, mà sao con làm cho ba ba vòng vòng được vậy? Thì con kéo qua kéo lại, nhớ không? Dạ. Ba, gì? Chắc chắn là an toàn không? Trời ơi, an toàn sao không an toàn con? Đây không phải là cái dây đờn, Yano, thấy không? Mà đây là một cái dây cáp siêu chịu lực, thấy chưa? Dạ. Ý chí đi con, nha. Rồi, con nắm dây bên đây. Dạ. Đó. Bảo Đinh, ở bên kia. Dạ. Ba nói 1, 2, 3 là kéo nha. Dạ. Rồi, 1, 2, 3. Dạ. Rồi kéo đây, kéo được. Dạ. Hey, kéo đi con, kéo đi. Anh Tư, anh làm cái gì vậy? Ủa. Dạ, ba đang bay nè. Tụi con, dừng lại. Để cho ba nói chuyện với đàn thơ của ba. Đàn thơ. Em, anh đang tập bay. Anh điên rồi hả? Đi xuống đất giùm em cái coi. Không,
anh đang muốn giải thích cái vụ hạ bộ của anh đó. Thôi anh không cần giải thích cái chuyện đó đâu. Em rất là xin lỗi anh vì em đã đổ đá vô trong cái chỗ đó của anh. Anh chỉ là muốn gây ấn tượng đối với em thôi. Em ấn tượng lắm rồi anh ơi. Em ám ảnh luôn á. Thôi xuống đất giùm em đi anh. Em nghe anh nói nè. Anh muốn có em bên cạnh anh trong nỗi cuộc đời còn lại. Sau 13 năm hai đứa mình kết hôn. 14 năm. Tụi mình kết hôn 14 năm rồi. Và em không muốn đây là cái ngày cuối cùng trong quan hệ vợ chồng của chúng ta. Xuống đất đi anh. Không. Anh muốn... Anh sẽ là con chim công biết bay trên bầu trời. Anh ơi, con chim công nó không có biết bay. Ê, ê, tụi con. Ê, tụi con thả bà xuống. Ê. Ốc. Còn số 1, vở kịch quá hay luôn á. Không, mẹ ơi, con muốn là phù thủy giống như anh Ốc á. Nè, hồi nãy đó mẹ vỗ tay quá chừng nha. Vỗ riết bây giờ mẹ có cảm giác như mẹ bị chuột rút giống như chân của bà vậy đó. Mà mẹ ghét cái bà bên cạnh mẹ quá. Con ra mà bác không vỗ tay, mẹ phải hít bà một cái bà mới vỗ tay đó. Ốc, hồi nãy á, con có thấy mọi người ngước cổ lên nhìn con không? Dạ có, con thấy Hồng Lam nhìn con nè, nữa. Nè. Em đừng có ảo tưởng nghe chưa. Chị Hồng Lam nhìn em á là chị muốn hỏi coi cái quần bó của em nó nằm ở đâu. Thôi thôi mấy ông ơi, đừng gây lộn nữa, khuya rồi, đi lên đánh răng rửa mặt đi ngủ chứ mẹ, mau lên. Dạ, dạ. Cả nhà ngủ ngon. Ba mẹ ngủ ngon. Chúc tụi con ngủ ngon. Đây. Chạy từ từ thôi. Em. Anh thấy hình như anh khá hơn nhiều á. Khá hơn nhiều rồi hả? À. Vậy bế em lên phòng đi. Tôi thề với cậu, từ đây cho tới về già không bao giờ tôi yêu bất kỳ ngày nào nữa. Ở với cho nó sướng. Ê, định tới. Định tới em. Anh ơi, định tới kìa. Ờ. Ê. Đổ lên, đổ lên. Sao? Ừ. Anh nói em. Hi, chào anh. Chào. Dạ. Em tên là Khánh Ngọc. Nice to meet you anh. Em nghe mọi người giới thiệu với anh nhiều lắm. Khánh Ngọc. Dạ. Bách. Bách đẹp trai. Khánh Ngọc. Bách. Nhưng mà Bách đẹp trai. Em nói nghe nào. Gì? Quên định đi. Bách đẹp trai quá à. Cho em cái hồ sơ lý lịch đi chỗ. Giới thiệu, đây là Phương Linh, vợ của Bách. Chào chị. Chào em.